Phần này là phần thứ 145, từ Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên các bạn, đi về hướng Vịnh Hạ Long. Mình đi đường hoài, đường không, không có đi cao tốc. Từ đây đến Vịnh Hạ Long còn 142 km nữa. Chầu lớn hôm qua thấy bự hơn ớt, ớt nó thắng không ăn đùa chơi gạch. Dạ, vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình nha các bạn. Hai vợ chồng mình có hai kênh YouTube, tất cả kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe, kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các đoạn đường trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua, quay lại và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng hưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những chuyến đi của vợ chồng mình. Hành trình đi hôm nay của vợ chồng mình là từ điểm cực nam ở mũi Cà Mau đến điểm cực bắc ở cột cầu Lũng Cú đi vô nữa bạn. Tổng hành trình đi chuyến này là hơn 2.500 km của hai vợ chồng mình, bám theo quốc lộ 1A và đường ven biển. Và mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Còn bạn về là xuyên Việt Bắc Nam, mình đi từ cột cờ Lũng Cú về đến mũi Cà Mau, trên hành trình từ điểm cực bắc về điểm cực nam của quốc gia, dài cũng hơn 2.500 cây số. Mình bám theo quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh mà. Và mình đăng trên kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe. Và vợ chồng mình kính mời tất cả các bạn của quý anh chị cùng theo dõi hai kênh YouTube của vợ chồng mình. Và vợ chồng mình lang thang từ hôm nay đến đây là ở Khói Châu, Hưng Yên, qua khỏi Hà Nội rồi các bạn. Mình đi về hướng Vịnh Hạ Long. Hạ Long của mình ra Móng Cái, Móng Cái lên Lạng Sơn. Cứ chỉ lên cao tốc riết đi thẳng lên đi thì không được rồi. Nhưng mà mình không đi vô Hưng Yên nữa, mình về Vịnh Hạ Long. Nhưng mà chị Google mà cứ chỉ mình lên cao tốc riết đi màu vàng đó, cứ đi khúc mẹ lái cao tốc.
Chút cho mày lái được cao tốc. Mình chưa đi bao giờ là mình cứ từ từ mình đi. Cái gì? Hết khu dân cư mình chạy được 50. Ôi tắm sơ chút vậy khách sạn tắm. Còn khách sạn ở đâu thì chưa biết. Mình đang lang thang trên đường đi Vịnh Hạ Long mà không biết đúng không, cứ đi khúc rồi chị là chỉ rẽ trái vô vô yeah. Đi đâu? Bến xe đi Gia Lâm. Mình không đi ai biết Hưng Yên có đi. Để mua buổi thì đừng làm có xe đi Hạ Long rồi mới được. Mua Hạ Long. Mà không có lo. Cứ chạy thẳng hoài nó đụng biển rồi mình rẽ trái. Đi cái đó để mua Hạ Long muốn gì kìa. Bởi vì chạy hướng này là ra hướng biển. Mình cứ chạy đã thì xe này để Hưng Yên mũi thôi chứ đâu biết mũi gì. Gì mũi thì biết. Mối, nói gì. Vì kệ nó cứ chạy thẳng ra biển có gì để trái chữ cái bên mất tiêu. Đây đường xe chạy dữ quá không? Mình đường lạ mình không dám chạy nhanh, xe đất bự bự chạy quá trời chạy, rửa hết lớp bụi mười mấy ngày nay. Những chiếc thịt cỡ nào cũng không sạch bằng mình phải lấy cái nồi lau mình lau, nhưng mà vậy là được rồi. Ô, vừa rửa xong là khô liền, rửa xong khô liền, nắng quá trời nắng. Quá nắng. Có rất cái bẹp ở dưới đây nè, còn mấy cái kẹp này nè. Kẹp của ông hả? Không, kẹp rồi để xe cua. Phở bò cơm rang. Cơm rang chắc cơm cà sấu mỡ quá. Cơm rang hay là cơm chiên? Hay là cơm chiên? Cơm rang là khác. Dạng như cơm chiên Dương Châu. Lát xuống thôi rất gì. Đừng có bỏ cửa đó là được rồi. Không mở thử giờ nha. Rồi thì rất là đẹp luôn các bạn. Thôi no lắm rồi. Giống như sầu riêng mà ốp nước tăng lực à. 5 lít nước lạnh, 1 lon nước tăng lực. Đánh lên, nhúng trái sầu riêng vô ướp hết để chích đều. Thì đó nông dân ta làm. Đó theo nông nghiệp sạch. Có cái đó đâu ảnh hưởng gì đâu. Mà tụi nó ăn ngon hơn, nó chích đều hơn, nó không bị sượng. Người bán có làm không? Nó là dần hình người ta nói luôn. Mà nhà khoa học thì nó không có tác dụng gì hết. Còn cái người nông dân người ta trồng người ta làm nó trong uống thuốc giống như nước tăng lực lỏng 5 lít nước 1 lon có tăng lực thôi vậy. Có làm điện hình có ghi phóng sự không vắng từ người dân luôn cho nó ăn ngon đều hơn. Không nhúng là có chỗ sượng chỗ ấy, còn nhúng là nó đều dẻo. Cái nước tăng lực á. Tăng lực. Tôi thấy đầu riêng tôi thấy thèm chưa. Yên lệnh quá rồi. Cứ đi thẳng ra biển. Cứ xe này chỉ đường chỉ. Chỉ mà chỉ lên cao tốc không à. Cứ chạy ra biển luôn. Chạy hoài ra biển là cầm bờ biển cho lên.
chứ giờ hay rẽ trái là nó sẽ dẫn lên cao tốc. Đi cho biết đây biết đó luôn chứ giờ không biết chạy ra đâu. Đây kia Kim Động à, ở đây huyện Kim Động hay thị trấn Kim Động vậy, để toàn thắng Kim Động Hưng Yên. Đây là Hưng Yên, Kim Động Hưng Yên, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đó, thị trấn. Để Kim Động Hưng Yên thì mình đọc là Kim Động Hưng Yên, cầu Trương Xá trên quốc lộ 39. Gò cái cầu để Nhãn Lồng Hưng Yên nổi tiếng, cổng chợ Hương Xá Toàn Thắng. Thì đây là chợ Hương Xá đây. Quá nắng. Trời này mà ram bịch đò khẩu trang rồi kính bít bắt đầu chạy không đau vào đường, hồi nó nắng chết luôn. Tới đây nó quen chứ mình không quen ra hồi nắng xỉu. Cơm Bình Dân tự chọn Hưng Yên 15 km. Vành là cái cơm tự chọn là cơm gì? No là ăn ấy chứ còn ăn cơm. Tiệm khác chọn, tiệm này không có. Quanh đầu quanh chạy mà nó lưỡi đèn vậy, có quanh đâu, sợ nó quanh cái nó hẻm này. Trời nó có quanh nè, thấy không? Để cơm Bình Dân tự chọn, phòng điều hòa, quanh lại nhận xếp rồi luôn, không thấy gì hết. Dạ cá la mọc để lướt qua thấy cho rộng rộng đồ xe thế. Rồi đi luôn. Thì không bán thì thôi chứ sao. Bụi
chỉ dặn mở cái đó, mở cái khóa lên, bữa nào đi ngang nữa là ghé rửa. Biết chừng nào, có dịch nào mới đi ngang. Cái đốt xăng vô lấy vào nước mình rửa. Mà đó là có người rửa, chứ chưa không đi rửa chén vậy. Trường Anh Phát nhượng quyền thương hiệu, người ta để lại trong đó thương nhân nhượng quyền thương hiệu ở trong là trường Anh Phát, để nó thương nhân nhượng quyền mà để rõ ràng, nhưng mà cũng như đầu mối của Petrolimex cung cấp thì cũng được, tạm được đi. Còn cái kia là nãy cho cái xe là nhượng quyền anh Vũ thì đó, cứ kêu tôi ra cô thóc đấy, cứ đeo đi hoài ra tới biển, có gì dọc dọc bờ biển lên. Giờ thôi đi qua Thái Bình không biết. Thái Bình qua là bà Hưng Yên à. Bà Mũ Lão rồi, bà Mũ Lão Hà Nội rồi, Hưng Yên, quốc lộ 38. Bà Mũ Lão Hưng Yên là đây. Bà Mũ Lão vậy là Hưng Yên để vậy. Còn này trên bán đồ thấy để 38, nãy 39 và 38. Nãy đổ nhiêu xăng? Lương Bằng Kim Trọng Trọng à. Thị trấn Lương Bằng Kim Trọng Hưng Yên, đây qua Kim Trọng Hưng Yên à. Ở đây là thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Trọng, tỉnh Hưng Yên, qua huyện mới thôi.
xe không mỗi 1 km, mặc áo của 1 km luôn. Đúng rồi, ta. Này mới đúng nè. Nè, cái này đúng nhà nước nè, của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Yên, của tỉnh Hưng Yên, thương nhân nhượng quyền. Đây ghét quá, nó treo hai bóng đèn luôn bên kia đây luôn. Ý lệnh đại bản canh cắt rô. Đưa tôi cầm trả từ từ chứ mà. Đổi hết đi. Đây là thành phố Hưng Yên á. Chào quý khách. Vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video này ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên các bạn.
qua khỏi Hà Nội à, đang đi về hướng Vịnh Hạ Long. Mình đi ngã Hưng Yên ra biển. Dạ xin chào tất cả.